Chào anh chị. Đầu năm đi chúc Tết gặp một số bạn bè trong giới đầu tư tài chính. Thì cũng câu chuyện đầu năm thì thông thường là cũng hỏi thăm về sức khỏe, nói những câu chuyện liên quan tới công việc làm ăn trong năm 2018. Thì có một cái câu chuyện khá là tiêu biểu mà Thắng và một số anh chị em trong giới đầu tư tài chính thường hay ngồi chia sẻ với nhau, đó chính là nói chuyện về việc là trong vòng mấy năm gần đây thì kiếm được bao nhiêu tiền trên thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Thì thông thường thì chúng tôi hay ngồi trao đổi và nói chuyện với nhau và hay dùng cái từ đó là đồng, kiếm được bao nhiêu đồng. Có nhiều anh chị em và các bạn trong giới thì kiếm được nhiều lắm. Một số anh chị em làm nghề là poker, là best poker của một công ty chứng khoán lớn thì có thể kiếm được tới hai ba chục đồng trong ba cái năm 2016, 2017, 2018. Rồi sau đó thì họ bỏ một phần trong đó để mua bất động sản và lại tiếp tục thành công trong cái thị trường bất động sản, cũng kiếm thêm được ít đồng. Nhiều cái cách, nhiều cái câu chuyện kể cho anh chị em và các bạn về cái phương pháp để kiếm tiền, cách làm như thế nào. Thực ra có rất nhiều cách trong đó thì rất là khó và nó phụ thuộc vào đặc thù của mỗi cá nhân, mỗi cái cá thể và mối quan hệ. Do đó thì tôi sẽ không kể cho quý anh chị em và các bạn nghe về cái cách kiếm làm sao để kiếm được 1 triệu đô trong những cái năm thị trường hưng thịnh vừa qua của những người mà tôi vừa trao đổi chia sẻ. Mà hôm nay thì buổi sáng đang ngồi uống nước cà phê thì có xin được chia sẻ với anh chị em và các bạn là cái cách làm của cá nhân trong cái việc là đã kiếm được 1 triệu đô trong 3 năm 2016, 2017, 2018 như thế nào? Như thế nào? Và cái kiếm này là kiếm 1 triệu đô từ số vốn là bằng 0. Mình không, tức là không có vốn. Nghe đến đây thì anh chị em và các bạn sẽ thấy khá là tò mò, thú vị về cái câu chuyện là làm thế nào mà bản thân tôi bằng chính bàn tay tù của mình đã lại gọi là kiếm được 1 triệu đô trong 3 năm 2016, 17, 18. Thì đó là sự thật hay không? Thì sau đây thì tôi sẽ kể với anh chị em và các bạn về câu chuyện của chính bản thân mình. Bản thân tôi thì xuất thân từ là người lính, có học qua trường công an trong giai đoạn 2005, 2009, 2009 và có ra làm nghề lực lượng vũ trang trong một khoảng thời gian. Nhưng sau đó thì vì nhiều lý do thì tôi đã xin được xuất ngũ và bắt đầu ra ngoài để vừa học vừa làm và học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 2013 và tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Như vậy là kể sơ như vậy thì anh chị thấy rằng là về cái con đường học vấn thì nó không có gì là sáng sủa cả và có thể được coi là chậm với cái độ tuổi sinh năm một trong cái đầu đầu là 1984 85 thì như vậy là khá chậm, thì nó chỉ tương đồng với những cái bạn mà sinh năm 90 thôi. Thì vì tôi đã chậm mất khoảng 4 tới 5 năm trong cái quân ngũ. Năm 2009 thì tôi xin xuất ngũ thì có một số tiền cũng không nhỏ ở việc là đơn vị lực lượng vũ trang là cho giải quyết một lần chính sách bảo hiểm xã hội thì nó nằm ở khoảng tầm 30 tới 35 triệu. Cộng với việc gia đình thì cũng có một chút vốn là đầu tư để cho tôi làm ăn. Thì lúc đó thì số vốn nó nằm ở khoảng tầm 250 triệu. 250 triệu. Thì cộng với cái số tiền xuất ngũ thì nó nằm trọn vẹn ở khoảng 300 triệu năm 2009. Bước ra khỏi ngành lực lượng vũ trang, vừa đi học và học khoa ngoại thương Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thì tôi bắt đầu với cái tư duy là làm kinh tế thì rất là đơn giản,
Bởi vì năm 2007-08 thì thực sự là có một cái thời gian làm nghề tại thành phố Hồ Chí Minh, thì thấy được rằng là cái câu chuyện làm kinh tế và kiếm tiền thì thực sự là rất dễ dàng. Do đó thì với tư duy như vậy thì bước ra thì tôi bắt đầu làm một cái nghề, đó là nghề bán hàng. Và cái sản phẩm đầu tiên tôi bán đó chính là mạng cáp quang cho công ty FPT Telecom tại đường Trường Sơn. Tôi chỉ làm nghề này khoảng mấy tháng thôi, nhưng cái chính cái nghề này đã đem lại cho tôi cái cơ duyên để tiếp cận với nghề chứng khoán. Lý do là bởi vì là trong quá trình bán cái mạng cáp quang, kéo cái đường truyền cáp quang cho các cái doanh nghiệp, thì trong số cái database mà tìm hiểu để đi bán hàng thì tôi biết được rằng là một số ngân hàng và một số tổ chức tài chính thì kéo một cái đường truyền rất là mạnh, và tôi đã vào một số ngân hàng cũng như các cái chi nhánh của các công ty chứng khoán để tìm hiểu và sell sản phẩm. Nhưng có một lần thì qua cái chi nhánh của đường Lê Ngô Cát, chi nhánh Lê Ngô Cát ngay cái đường chỗ Cách Mạng Tháng 8, rẽ vào đường Điện Biên Phủ, góc đó thì có một cái chi nhánh của công ty chứng khoán ACBS. Và tại đây thì tôi vào thì tôi thấy có một cái bảng điện nhảy số, và ở đây thì có rất nhiều người gieo hò trong cái cuộc vui của thị trường, của cái việc tăng giảm các con số. Và điều tôi thích và thú vị nhất ở đây, cái giai đoạn này, đó là ở đây thì cho uống cà phê và ăn bánh miễn phí. Nên tôi buổi sáng thì tôi ở trọ cũng gần đó. Từ đó trở đi thì thường buổi sáng trước khi đi làm tôi hay ra đây để ngồi kiểu gọi là chè chén nói chuyện với những nhà đầu tư ở đây, và được ăn bánh và uống cà phê miễn phí tại cái chi nhánh này. Thì từ đó thì tôi biết được chứng khoán là gì, và bắt đầu với cái số tiền ban đầu của mình thì bắt đầu biết mở tài khoản ở công ty chứng khoán ACBS và bắt đầu giao dịch. Đầu tiên thì chỉ làm vài chục triệu của tiền xuất ngũ, tức là tiền bảo hiểm giải quyết một lần. Tôi đã mua Hoàng Anh Gia Lai vào tháng 9 năm 2009, và thương vụ đầu tiên thì đã đem lại mức sinh lời 35% cho cái 1.000 cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai. Cái giai đoạn này thì thực sự là cũng chưa mua được 1.000 đâu, mua được có 300 cổ thôi, bởi vì số tiền thì rất ít. Giai đoạn này thì Hoàng Anh Gia Lai giá chín mấy cả, và tôi đã bán nó với cái giá không nhớ không nhầm thì 130 mấy. Và đó là thương vụ đầu tay của chứng khoán. Và kể từ đó trở đi đến năm 2013 thì trong suốt nhiều năm tôi đã đổ vào thị trường không ít tiền. Còn số tiền mà tôi đã đổ vào đây thì nó cỡ đâu đó khoảng tầm 300 đến 350 triệu. Và vay thêm ở bên ngoài thì đỉnh điểm của việc đổ vào thị trường khoảng tầm 400 triệu. Với những cái hiểu biết nói chung là gần như là nghe người ta nói và mua bán theo cách là gọi là nghe theo những cái chỉ bảo của những người đi trước, cũng cơ cộng với việc là cũng biết tìm hiểu nhưng mà tìm hiểu chưa tới nơi, thì tôi đã dành ra cái khoản tiền ban đầu xuất ngũ cộng với tiền xin và vay của gia đình thì đã đốt trên thị trường gần nửa tỷ trong giai đoạn 2009-2013. Và toàn bộ những cái ảo tưởng về kinh tế của tôi đã sụp đổ hoàn toàn trong cái giai đoạn này, và số tiền mất đi đã đưa tôi về với cái máng lợn, Và khi đã không còn tiền nữa, khi đã bị thị trường cướp hết số tiền của mình, số tiền vốn ban đầu, việc vay mượn cũng như là những cái gốc vốn của mình có, thì tôi bắt đầu lại từ đầu. Và cái việc đầu tiên là trong lúc đang còn đi học, trong cái giai đoạn 2012, thì tôi vẫn chưa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong cái giai đoạn này thì tiền thực sự là đã mất đi phần lớn vào năm 2010-11. Và sang 12 thì tôi cũng đã còn một chút vốn thôi, nhưng mà cuối cùng thì đã chơi một bài liều, đó chính là mở một cái tài khoản vàng tại công ty vàng, gọi là vàng miếng, và giao dịch thì cũng đã mất nốt cái số tiền còn lại. Sau đó thì tôi bắt đầu lại bằng việc là đi xin việc, nhưng vì không có bằng đại học mà chỉ có một cái bằng của bên công an, nên tôi việc đầu tiên mà tôi làm đó là giám sát bảo vệ của công ty bảo vệ Bảo Việt tại đường Trần Não trong một khoảng thời gian khoảng tầm 6 tháng. Sau đó thì
thấy cái tính chất công việc này nó phải thức đêm thức hôm nhiều và nó rất là vất vả, không phù hợp với câu chuyện đi học, nên là tôi đã ngừng và chuyển sang làm bán cái sản phẩm thứ hai, đó chính là bán cái sản phẩm đá nhân tạo mà cái thương hiệu của Hàn Hoa, Hanex Solid Surface. Và sau đó nữa thì tôi đã chuyển sang bán luôn cả cái thương hiệu đá Avonite của Mỹ và đồng hành cùng với một cái doanh nghiệp phân phối chăn ga gối đệm, Và đây là khoảng thời gian mà tôi nghiền ngẫm rất là nhiều, cũng như là xem lại những cái sai lầm của mình trong cái khoảng thời gian dài như vậy, và nhặt, tích nhặt từng đồng. Với mức lương tại thời điểm đó thì khoảng 5-6 triệu thôi. Vì vậy nên là trừ đi ăn uống chi tiêu thì rất khó để có thể để dành, để có vốn. Tôi rất là băn khoăn và với cái ước ao là ngày nào cũng thực sự là đi làm các công việc khác để kiếm tiền mưu sinh. Nhưng mà vẫn luôn có một cái mong mỏi, đó là sẽ quay lại thị trường và ngày nào thì cũng sẽ dành cả ít phút để quan sát thị trường và theo dõi những cái biến động của thị trường trong suốt giai đoạn 2009-2013. Năm 2014 tôi qua có quen một anh cũng là có nhiều kinh nghiệm trong nghề, và tôi quyết định với cái tư duy thì tôi sẽ kể cho anh chị em và các bạn cái tư duy một chút nữa. Nhưng mà tôi đã quen biết và nhờ sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2013 thì tôi có bằng kinh tế và bắt đầu xin vào làm việc ở một công ty chứng khoán nhỏ. Thì cách tư duy ban đầu thì tôi chỉ băn khoăn là làm sao để có thể tích lũy được vốn, và có vốn thì chúng ta sẽ quay lại thị trường. Nhưng mà thưa với anh chị em và các bạn, chúng ta phải bắt đầu có một cái tư duy. Tôi thì tôi có tư duy như thế này. Giai đoạn đầu mình có khoảng một cái khoản tiền vốn 300-400 triệu, hơn 400 triệu. Thì để làm giàu có một vài tỷ trong tài khoản thì điều đó là điều thực sự là rất khó. Có thời điểm trong cái lúc mà đó thì tôi đã dùng sự đòn bẩy bạc zin lên tới cả 1.5-2 tỷ. Vì vậy nên cái câu chuyện tư duy về việc là mong muốn, mong mỏi kiếm một vài tỷ để có thể làm giàu là điều luôn luôn gọi là đau đáu. Nhưng mà khi mà mất hết cái số tiền đó đi thì bây giờ để tích góp được khoảng tầm vài ba chục triệu để có thể tham gia đầu tư thì được, thực sự là khi làm ăn kinh doanh và làm bán hàng ở bên ngoài, câu chuyện trừ chi tiêu đi thì nó thực sự là quá khó trong so với một người mà làm công ăn lương với cái tấm bằng là đại học tại chức, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, thì thực sự là khó khăn. Thì tôi thấy rằng là khi mà tích góp được vài ba chục triệu thì điều đó là điều khó quá, và khi về vài ba chục triệu mà để lên được vài tỷ thì nó phải là nhiều lần double. Và nhiều lần double, ví dụ như là 50 triệu double một lần thì thành 100 triệu, mà để có 1 tỷ thì phải là double 10 lần, 20 lần, thậm chí là 50 lần. Tham gia thị trường chứng khoán và theo dõi thị trường trong suốt nhiều cái khoảng thời gian, và đặc biệt là cái khoảng thời gian 2009-2013 thì thấy nó quá khó. Nó lên rồi nó xuống, lên xuống trong cái những cái nhịp gọi là thoi thóp của nền kinh tế Việt Nam. Nên cái tư duy về cái cách nhìn để có thể là làm giàu bằng cái số vốn gốc ban đầu vài ba chục triệu, thậm chí tôi có thể cố gắng để tiết kiệm được một vài ba trăm triệu thì để có vài tỷ trong tài khoản, thì hoặc là mong muốn, mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến câu chuyện kiếm 1 triệu đô, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái cách mà để có thể làm được cái chuyện đó chỉ có là chúng ta phải có một cái khoản vốn thật là lớn và kiếm với một cái tỷ lệ phù hợp theo những cái kiến thức mà tôi tìm hiểu và đọc và nghiên cứu. Thì tôi mới đưa ra một cái sáng kiến, đó là gọi là sáng kiến là sâu bản thân, sâu những kiến thức và kinh nghiệm trong suốt nhiều năm vừa học vừa làm và tích lũy kinh nghiệm của giao dịch, cũng như là những kiến thức mà được học hỏi, đọc và nghiên cứu tài liệu. Thì tôi có thể tự khoe với quý anh chị em và các bạn là khoảng tầm 50-60 cuốn sách về chứng khoán được dịch ra tiếng Việt, và một số sách thì tôi tự dịch bằng Google Translate, tức là Google dịch, là khoảng đâu đó khoảng 60-70 cuốn sách về tài chính, kinh tế, ngân hàng, khủng hoảng tôi đã đọc gần như là đã hết. Và vì là bao nhiêu video mà tôi làm cho anh chị em và các bạn nghe thì một phần là do kiến thức thực tế giao dịch kiếm tiền, một phần là do sách, tôi đã đọc nhiều quá, nhiều sách. Và tôi thấy rằng là tôi cũng nắm khá khá về mặt kiến thức, vì vậy tôi quyết định chọn cái giải pháp mà anh chị và các bạn sẽ thấy bất ngờ, đó chính là sâu mình ra với công chúng, với mọi người. Tôi đã viết khoảng đâu đó
3.000 bài viết trên F319 bằng cái nick là Lê Văn Thắng ACBS. Đó là cái nick ACBS, là cái tài khoản tôi mở mà đã làm mất đi số tiền của mình. Rất nhiều bài viết trên F319 được nhiều anh chị em và các bạn đón đọc, và những cái bài viết về thực tế, kinh nghiệm chia sẻ trong cái giai đoạn 2011 đến 2013 thì vừa đi làm nghề khác nhưng mà tôi vẫn dành ra rất nhiều thời gian để theo dõi thị trường, theo dõi cái gì, các cái diễn đàn. Giai đoạn đó là F319 là một trong những diễn đàn gọi là còn nó chất lượng. Bây giờ thì nó chán quá rồi. Tôi viết rất nhiều bài ở trên đó và rất nhiều người biết được tôi mình. Khi năm 2014 bước vào làm nghề, tức là làm nghề môi giới, làm nghề tư vấn, thì tôi vẫn theo một cái phương châm hơi khác biệt so với những nhà môi giới khác, đó chính là đi tìm khách hàng. Ở đây thì tôi không đi tìm khách hàng mà tôi tiếp tục với cái quy trình sâu những kiến thức, những kinh nghiệm, những chia sẻ của mình lên cộng đồng, lên thị trường chứng khoán, lên những cái diễn đàn. Và gần đây thì bắt đầu từ khi đi làm 2016 thì tôi đã làm video về các vlog để chia sẻ, cũng như là làm các cái diễn đàn câu lạc bộ tự doanh chứng khoán trên Facebook và rất nhiều các diễn đàn để chia sẻ kiến thức. Thì hỏi được cái gì thì ngay bây giờ tôi sẽ bật mí với quý anh chị em và các bạn, tôi được cái gì trong suốt khoảng thời gian từ năm 2009 tới ngày 2015 là bắt đầu tôi có những cái khách hàng lớn đầu tiên. Thì cái điều mà tôi được đó là tôi không phải đi kiếm khách hàng mà khách hàng tự kiếm tới mình. Khi mà khách hàng đã đọc, đã nghiên cứu, đã tham khảo những cái vlog của tôi cũng như là những bài viết của tôi, thì họ đánh giá tôi qua những bài viết và theo dõi tôi thường xuyên trong những các cái bài chia sẻ. Và dần dần thì nhiều khách hàng đã có niềm tin trước khi gặp tôi. Và năm 2015-16 là những năm thực sự may mắn với cuộc đời tôi, khi mà có rất nhiều khách hàng lớn, khách hàng có cái vốn rất là lớn, lên tới cả hàng năm, chính xác là 500.000 tới cả 700.000 đô la Mỹ. Có một vài khách hàng thì có tới số vốn lên tới cả hàng triệu đô tìm tới mình. Và nó đúng như những cái tư duy, những cách mà định hướng ban đầu của tôi về cái cách làm, là không thể sử dụng cái số tiền nhỏ để nhân lên gấp nhiều lần và mình kiếm được một số tiền lớn nhờ vào cái số tiền nhỏ hoặc là không có đồng nào như vậy, mà chúng ta phải nhân kiến thức của chúng ta lên. Bản thân tôi đã dành rất nhiều thời gian để nhân những cái kiến thức. Thì tất cả những thứ tôi chia sẻ lâu nay thì anh chị và các bạn đã thấy rồi, tức là tôi có một cái bề dày về mặt kiến thức rất là lớn và tôi đã nhân nó lên, có thể là đã sử dụng một cái giải pháp là khuếch đại kiến thức của mình lên rất nhiều, bằng việc là sử dụng các cái công nghệ và internet. Thì khách hàng biết đến tôi thì nhận thấy rằng là tôi có những cái kiến thức, những cái thực tế là có những cái khả năng, cái kỹ năng có thể là kiếm được tiền. Thì thực sự thì trước đó thì tôi thưa với anh chị em và các bạn là cái việc mà vài ba chục triệu mà kiếm thêm khoảng đủ sống thì tôi đã thử nghiệm và đã làm thành công bằng cái việc là có trong tài khoản khoảng 30-40 triệu thôi, nhưng mà tháng cũng kiếm đều đặn được 3-4 triệu. Đó là số tiền rất là nhỏ. Để làm giàu từ cái cách này thì không thể, bởi vì là 3-4 triệu, nhưng mà nếu mà so với vốn gốc thì mỗi tháng kiếm được 5-7%, 10% là tôi đã làm được chuyện đó. Thì để làm cho khuếch đại cái kỹ năng này lên thì chỉ có cách đó là vốn gốc nhiều. Và tôi không bật mí chi tiết cái số tiền tôi đã làm với khách hàng là bao nhiêu. Nhưng mà thưa với anh chị em và các bạn, thì trong khoảng thời gian rất là ngắn, từ cuối năm 2016, khoảng tháng 9 năm 2016, thì tôi đã cầm trong tay với cái số vốn khách hàng giao thì nó cũng là rất là khá, khoảng đâu đó gần 2 triệu đô. Thì cái cách làm lúc này thì rất là đơn giản thôi anh chị em và các bạn. Mỗi năm chỉ kiếm khoảng 25-30% cho cái số tiền lớn như vậy thì nó cũng đã là rất nhiều. Và trong 3 năm thì tôi đã kiếm được khoảng gần như là được khoảng 70-80% cho tổng số tiền là khoảng tầm hơn 2 triệu đô. Thì tôi thực sự đã đúng bản thân mình đã kiếm được trên 1 triệu đô trong vòng 3 năm. Thực sự thì số tiền này là số tiền kiếm cho khách hàng. Đó là sự thật. Tôi đã kiếm được cho khách hàng trong 3 năm với cái khoảng đâu đó gần 1,5 triệu đô. Và cái nhiều anh chị và các bạn bảo là
Nếu có đồng nào mà kiếm được nhiều tiền thế, thưa với anh chị và các bạn, không phải. Vấn đề ở đây đó là cái kỹ năng, cái cách của anh chị và các bạn kiếm, làm thế nào để kiếm được tiền ở trên thị trường, là đó là cái phương pháp mới là quan trọng. Còn khi bạn đã có phương pháp, cái cách thức để làm ra tiền rồi và tìm được những cái bản chất, kiến thức, kinh nghiệm về cái lõi của thị trường rồi, thì anh chị và các bạn sẽ rất dễ dàng kiếm được tiền nhờ vào việc gọi là góp vốn của những người khác khi họ tin tưởng mình. Và có trong tay một cái khoản tiền lớn thì anh chị không cần phải double cái số tiền đấy đâu, mà chúng ta chỉ cần đúng theo bản chất của kinh doanh, đó là tăng trưởng của cái mức vốn gốc của anh chị em và các bạn từ 25-30% trong cái đoạn thị trường thịnh vượng 2010 là cuối 15, 16, 17 và đầu năm 2018, thì anh chị và các bạn đã có thể gấp đôi cái số tiền đó rồi. Và với cái số tiền vốn gốc lên tới cả hàng vài triệu đô, số tiền chính xác thì tôi không thể bật mí với anh chị và các bạn được, nhưng mà vài triệu đô, thì anh chị và các bạn chỉ cần gấp đôi số tiền đó thôi, thì thực tế là anh chị và các bạn đã kiếm được một số tiền rất là lớn rồi, nếu không tính về giá trị. Và trong quá trình kiếm được tiền như vậy thì anh chị và các bạn vừa làm nghề, có thu nhập trong nghề là rất lớn. Khi mà anh chị và các bạn giao dịch với cái khoản tiền lớn thì cái lương trong cái làm nghề cũng rất là lớn rồi. Tôi đã kiếm được cái số lương trong cái việc làm nghề lên tới vài trăm triệu, chí là nhiều hơn, thì không 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 đưa con số cụ thể với anh chị và các bạn được. Và bên cạnh đó nữa thì được khách hàng trong quá trình mà giao dịch kiếm được rất là nhiều. Như vậy thì khách hàng bonus lại thì khoảng tầm từ 10 đến 15% cái bonus cho cái tiền mình kiếm được. Thì như vậy là chúng ta từ không có đồng nào, cuối năm 2014 thì tôi gần như không có một đồng nào cả. Và đến ngày hôm nay thì thực ra cũng có thể tự hào khoe với anh chị và các bạn là đã có một cái số tiền có thể được gọi là tự do tài chính theo cách của tôi. Thì đó là câu chuyện đầu năm, xin được kể với anh chị em và các bạn là tôi đã kiếm hơn 1 triệu đô la bằng không có đồng nào. Thực sự không, đó là không phải hơn 1 triệu đô la trước tuổi 30 như thế nào, trong cái khoảng tuổi từ 30 tới 32 tuổi như thế nào. Thì đó là toàn bộ những cái chia sẻ về góc cá nhân của mình cho anh chị em và các bạn tham khảo, và nhất là những bạn làm nghề tài chính thì nên có một cái góc nhìn khác trong cái câu chuyện, là hãy cố gắng tìm kiếm cái giải pháp kiếm được một cái số tiền theo cái tỷ lệ phần trăm cố định và khá là ổn định theo nhiều năm, và tránh những cái rủi ro cho khách hàng, thì khách hàng sẽ tin tưởng giao cho anh chị và các bạn số tiền lớn, và anh chị có thể sẽ kiếm được cái khoản tiền nhiều hơn như tôi đã kể. Và cách làm tốt nhất đó là hãy chia sẻ, hãy gọi là show bản thân mình, kiến thức của mình, chứng minh với mọi người thấy mình có khả năng và kỹ năng, và chia sẻ những cái hữu ích cho cộng đồng, mà làm những vlog và làm những cái video. Nếu anh chị nào, bạn nào làm nghề mà muốn tôi hướng dẫn gọi là miễn phí về cái cách làm chia sẻ vlog hoặc là chia sẻ những cái bài viết, thì cứ liên hệ trực tiếp với admin trên Facebook của tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách làm. Video chia sẻ đầu năm về cách là kiếm tiền như thế nào, phương pháp làm sao, thì có một cái đoạn sau nữa thì tôi không kể, đó là số tiền kiếm được thì đã đưa vào bất động sản một phần, và một phần đó đã đem lại cũng không ít cái gọi là cái lợi ích cho bản thân. Vì tôi làm nghề nên bao nhiêu tiền khách hàng cho và bao nhiêu tiền từng làm nghề tôi đã đổ vào bất động sản, thì tôi cũng đã kiếm được không ít tại thị trường bất động sản. Thì cái chuyện này tôi sẽ kể cho anh chị em và các bạn ở video khác, thì về video này đã hơi dài rồi, nên xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Mong nhận được những cái sự ủng hộ nhiệt tình của quý anh chị em và các bạn, và hãy chia sẻ cái cách kiếm tiền của mình ở dưới video này. Thân ái chào và hẹn gặp lại.